sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạm chia tay với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp quản đội tuyển U23. Hiện tại, các tuyển thủ U23 Việt Nam đang tập huấn ở Dubai để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Cùng gia nhập đội tuyển U23, có 3 cầu thủ trẻ vừa được gọi là đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup là thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Với sự góp mặt trở lại của 3 cầu thủ nói trên, hiện U23 Việt Nam có 26 cầu thủ. Trong thời gian vừa qua, do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã giao cho trợ lý Kim Han-jun phối hợp với các thành viên trong ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện cho U23 Việt Nam. Chính vì vậy, trong ngày đầu tiên trở lại tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam, tối 14 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo hầu như chỉ đứng ngoài quan sát. Thỉnh thoảng, ông mới vào sân trong những tình huống thật sự cần thiết để thị phạm sửa lỗi cho cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ đánh giá rõ hơn về sự tiến bộ của từng tuyển thủ U23 Việt Nam sau một tuần tập huấn ở Dubai, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Theo kế hoạch tập huấn, vào ngày 17 tháng 10 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu gặp U23 Kyrgyzstan. Đây cũng là trận đấu giao hữu thứ hai của U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời cũng là trận đấu mang tính tổng duyệt về lực lượng lối chơi trước khi chốt danh sách chính thức còn 23 cầu thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.